Mưa rồi mình đi vào chùa cả nhà, mưa quá, mưa rồi mưa lớn quá rồi. Dạ Hà đang viếng mẹ Nam Hải mà mưa quá, mưa rồi. Xin giới thiệu với quý cô chú, quý anh chị nha. Đây là chùa của thầy Dũng. Đây là thầy Dũng. Dạ. Ai là bà? Dạ. Ai có đi Bạc Liêu thì viếng chùa thầy Dũng. Thầy Dũng có cơm nước đồ ăn nhất là đặc biệt món đặc sản. Đây là chùa chú Dũng nghe quý vị. Còn đây giới thiệu đây là chị Hai trưởng đoàn. Dạ, chị Hai Ngân trưởng đoàn. Thầy Dũng ở đây đặc sản là món canh chua kho quẹt cả nhà, rồi cháo trắng với dừa muối ha, rồi cháo nghiêm luôn. Đây ăn món gì thì thầy đãi món đó. Đây hoạt động của mình đây, đang được hai máy luôn ha. Rồi bữa cơm ăn vô. Mấy chị ơi, dùng bữa cơm rất là ngon nha. Đây kiểm tra món gì đây chị? Canh chua, dưa muối, thịt xào mặn. Bới đi rồi bà Út, bới đi bà Út. Xà xào. Bới đi nè. Lẹ lên coi. Gì lẹ dữ hả? Từ từ. Đó bụng hả không chết? Hello. Đó bụng cái gì? Hói dữ hả? Tôi bên này coi. Bên kia ngọn vàng nè. Ủa anh nhớ bà đâu ăn cơm? Ủa cái này có trứng đòn đâu cả. Đây chị Hai trứng đòn, chị Hai đòn nấu nha cả nhà. Bà đặt ngang nhất rồi đưa cho Hải. À, cúng mẹ Nam Hải lúc 4 giờ sáng cả nhà. Trời mưa bão, điểm thơm thì mưa quá cũng không được. Sáng mà mưa lắc nhưng cũng cô chú đi trong đoàn cũng đến để tranh thủ để cúng mẹ.
Dạ, đi đâu đưa bạn. Vô địa bàn của ông Nam Hải, mẹ Nam Hải. Ông Nguyễn Dương cả nhà. Nhà Đại Hiếu một quyền ly. Dạ, ông Tiêu. Thôi giờ mình để máy mình cúng rồi. Mưa nữa rồi chờ. Đây là phái đoàn của cô Hai Ngăn đi đi Bạc Liêu ha cả nhà, mà 4 giờ mà mấy chị hăng hái đi ra để cúng bà rồi đó, giờ cúng xong rồi vô đây điểm tâm uống cà phê, chút lên xe đi tiếp. Chị đi đi bữa nay thấy có vui không chị? Vui không? Vui. Nhưng mà mưa bão quá trời, mưa bão quá không. Chứ đi rất vui. Chị Hai trưởng đoàn có chưa ra hả? Phải mưa dầm vậy đỡ, sợ đừng có gió máy chứ nghe nó bão tới lắm lắm. Đừng có bộ. Bộ không ở đây là nhà nghỉ Mỹ Xuyên 2, nhà trọ cũng thoáng mát sạch sẽ ha, ăn uống chủ nhà trọ cũng tiếp xúc cũng rất là vui vẻ, phòng trọ cũng sạch sẽ. Cô tối ngủ được không cô? Tối ngủ được không? Sao vậy? Sao? À, vậy đó hả? Miễn lớn tuổi là ngủ lạ chỗ ngủ không được hả? Bởi người ta nói câu là già quá trẻ ha, những đứa bé nhỏ xíu nó lại lạ chỗ nó cũng ngủ không được. Rồi mình lớn tuổi cái là người ta nói cái câu già quá trẻ đó là cũng ngủ không được. Kỳ vậy, mình nằm xuống mình nhắm mắt thì ngủ chứ sao mà ngủ không được ta? Ép ngủ hoài ngủ ngược lăn qua lộn lại. Vậy đó hả? Dạ. Lớn tuổi rồi. 10 ngàn bạch chợ me 10 ngàn thôi. Không chịu quay phải không?
con muốn gì là con vậy. Bây giờ là không, nãy giờ hai cái là lấy ba người rồi, là hai một này với hai người là ba rồi. Ơi, rất là chu đáo luôn, ăn cháo xong còn gửi người phần thừa cơm đem theo xe nữa thầy, quá chu đáo. Đây là Dũng đó. Dạ. Ai có đi viếng mẹ Nam Hải Bạc Liêu thì hỏi thăm chùa thầy Dũng gần bên đó nha, để tới đây để dùng ẩm thực chay. Này tàu hũ lại gì cho gì cái gì đây là sa ớt để lấy nhân bớt rồi con đón chú ơi đây là cái đây. Nếu mà lấy cơm xong thì chưa có lấy nha. Nếu mà lấy cơm xong thì đầu thôi thì chưa không lấy nữa. Chứ bây giờ mà mấy em lấy gì hồi nữa lên lên xin nữa là không đủ. Rồi. Bớt thùng rồi làm cho chú của chú bây giờ mấy chục hộp nữa. Có ai lấy chân này con đem ra 40 mấy hộp nữa. Đây. Đây mở ơi, đây còn hộp nữa đủ. Nè Quyên, nè Quyên. Rồi mới ngon trên cái đầu kia là chị Hiếu ơi. Lấy bên đi nè. Thì ba mấy hộp đó. Chị hai đủ chưa? Lấy luôn. Rồi. Chị hai bốn mấy rồi đó. Lấy chung quá. Hôm nay chung chung đây luôn nè. Hồi nãy đúng không? Hôm nay con muốn có giường nằm cho chị Miếu dùng. Đây là chị hai muốn tiêu phải không? Đây chị hai muốn. Chị vô giường nữa hả? Chị đây, chị đây. Chị đây. Chị đây. Chị đây. Chị hai khỏe. Cô kiếm gì bỏ không? Cảm ơn chị nha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ dạ. Chia tay hẹn ngày gặp lại. Dạ chia tay hẹn ngày gặp lại. Chia tay hẹn ngày gặp lại. Ấy mình không xin cơm hả trai? Cây mai đẹp quá nè. Long Hoa Hội nha, cái chùa của thầy Hải tên là Long Hoa Hội, ở gần chỗ mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Đến đây thì ăn cơm miễn phí ha. Cơm từ thiện. Mình đi có số điện thoại thì hai với có số điện thoại thì mới điện trước rồi lại bao nhiêu phần thì mình có mình ăn ha. Từ từ qua lộ mấy chị ơi. Lấy cái chén nó nhẹ người ta đi.
có ai thiếu cả vô chứ nữa. Xuống xe để đi lại chùa Chán Kiểu cả nhà. Ba ngàn vô đó để dưới 3 ngàn. Thank you.